Chào các bạn, mình là Ninh Tào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ này là là tên gọi của nó là bộ rộng. Và bộ rộng này là có biểu nghĩa của nó là liên quan tới một trong 12 địa chi. Nhá. Một trong 12 địa chi thì các bạn có thể thấy được là mình đã phân tích cho các bạn xem này. Ngang ở bên trong này. Ngang nữa ở phía dưới này. Nó được viết dạng như kiểu là chữ Tây của chúng ta. Nhưng mà được viết dài ra một tí nhá dài ra một chút này sau đó chúng ta thêm một cái nét căng ngắn ở phía bên trong nữa với cái tỷ lệ khoảng cách nó đều nhau như thế này chúng ta hãy quan sát vào cái phần hình để phân tích thì nó sẽ dễ hơn thì về ở đây chúng ta viết những khoảng cách nó đều bằng nhau ví dụ như có cái bộ ở đây là dạng bộ nhi phía bên trong thì các bạn viết cho mình là viết nhỏ gọn thôi nhá đừng viết nó quá dài Vì theo cái nét căng ngắn thì chúng ta viết nó cũng ngắn thôi đừng viết nó quá dài nhá với những cái bộ thủ mà nó nhiều nét như thế này thì cũng rất ít khi được sử dụng tới. Và thường là không được thông dụng lắm với những cái chữ Hán có những chữ những cái bộ thủ này thì nó cũng là đều là những chữ Hán cổ. À, ở đây thì mình làm clip thì nếu như là về vấn đề về kiến thức chuyên môn nếu như bạn nào mà biết thì các bạn có thể chia sẻ thêm cho mình hoặc copy thêm cho mình nhá. À, chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau, cùng trao đổi về kiến thức vì học viết chữ hán này hiện tại thì nó vẫn chưa là phổ thông với kỹ năng luyện viết này cũng chưa phải là kỹ năng mà các bạn đặt mục tiêu hàng đầu các bạn đặt mục tiêu hàng đầu là nghe nói cơ